Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hoàng ban phước lớn ba
may, xuôi ngược néo đông đường tây, bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay từng ngày. Cầu gian nan khó nhọc tiêu tan, họ vũ nhất tâm ơn hoàng ban, nương bóng hoàng sẽ được bình an. Giáng lâm nơi này đường xa thăm thầm đâu có ngại gió sương đêm ngày, về đến đây đông sang bóng quý quan hoàng ngất ngây, sau trước gần xa xem ai hiếu duyên hoàng thượng. Ông ban cho thanh đồng họ Vũ con dầu ngân sáng tiếng, nức danh ba miền cửa nhà ra sự bình yên. Trần gian không còn vẫn hương mơ màng, vì thương đế hoàng nên quan hoàng giáng lâm đàn tràng. Đàn tràng hôm nay đèn hoa kết nên đón hoàng ngự vui, mà rượu nồng ngất ngây trong men say với lá trầu cay, khói nhang sông trầm cung đàn hòa theo câu hát, chắp tay nguyện cầu chúc thế hoàng bóng đẹp đông xa. Cho thanh đồng, cho tiếng ca cung đàn, cho người trần thế chúng con bình an, bốn phương nước Nam thanh bình, được đời đời cháu con hiền vinh. Đời người ai mà có lần may mắn ngắm dung nhan hoàng ngự đồng ảnh bóng cõi dương gian, mới hay trong việc đạo lành đẹp dạng người thì có ai bằng quan, như khi ông giáng vui dương đồng đẹp dạng người sáng như hào quang. Bắc đông tây bán buồn trăm trăm nghề gặp mây, còn con miệt mài mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quan hoàng. Chừng trắng trong hoàng lên đầu thành hoàn mỹ.
họa thơ tiên hỏi chuyện cung ngang. Chữ cờ sao lại gọi trăng già, ở chơi chôn đỏ nay đà, nay đã bao năm. Ai là bạn tri âm thắm hiền, nhìn xuống nhân gian còn uống tình trăng. Chữ cờ sao lại gọi chị Hằng, ở chơi chôn đỏ.